anh đang làm gì vậy? Anh đang hít khói em. Anh biết tại sao của cái từ này không? Tại vì nhiều anh em nói tiền ít mà muốn hít khói thơm á. Hôm nay mình sẽ cho anh em biết là khói thơm tiền ít là như thế nào. Đó, bây giờ là mình sẽ quay một chiếc R15V3 chính chủ, chỉ có 55.500.000 đồng. Và bây giờ anh em xem clip và nhớ ai cọc trước thì mình sẽ để cho anh em con xe này trước. Và bây giờ clip ngắm xe bắt đầu. Em đã ngắm xe xong chưa? Ngắm xe xong rồi thì ngắm tôi. Lộn. À thì bây giờ đó, thì đó, đó là tình trạng đó, con R15V3. À, con R15 này á là duy nhất một đời chủ luôn, là cái anh đó. Ảnh mua xe này mới về, lúc ảnh mua là 88 triệu mấy trăm á. Rồi, bây giờ thì chỉ bán 50 mấy triệu thôi, rất là rẻ. Anh em mua đi, mình đã kiểm tra hết con xe này rồi. À, nó đầy đủ hai chìa khóa, cái chìa khóa zin đâu? Mình phải làm cho anh em coi hết đây. Hai chìa luôn nè anh em, quay cho anh em xem. Đầy đủ hai chìa khóa zin từ hãng luôn nè. Đó, anh em thấy mình rất là kỹ, mình đi tuyển lựa xe cho anh em rất là kỹ đây. Hai chìa khóa zin rồi nha, vậy là xong. Cái chìa này thì không có xài nè, cái chìa này có cái mã. Rồi, cái chìa này thì nó có cái mã luôn, cái mã làm chìa mới luôn. Cái chìa này anh em về cất, còn anh em xài xài chìa này. Thì cà vẹt á, cái xe này chủ xe thích màu đen. Màu đen Black Panther đúng không? Của người báo đó thì nó nhiều cà vẹt quá anh em, nhiều xe quá cho nên giờ Yamaha đây. Con này á nó có 3 màu luôn. Cà vẹt nó sẽ ghi là đỏ, đen, trắng. Nó đăng ký vào tháng 2 năm 2018 là cách đây mới có 1 năm thôi. Còn cái tháng này tháng dịch thì anh em không tính là dịch đâu có đi đâu đâu. Đó là nó là đỏ, đen, trắng, là anh em có thể làm màu đen, màu đỏ hay màu trắng đều hết được. Nếu như có màu trùng trong cà vẹt là không sợ công an. Đấy, đấy là một chuyện, xong rồi nha. À, đã xong. Rồi, quay cái này cho anh em xem nè. Rất là ngầu. Con này á, có kính zin, kính chiếu hậu zin luôn. Tại mình không thích đó, mình tháo ra. Anh em mua thì đưa anh em gặp cái kính chiếu hậu zin bình thường. Má, đi lẹo lưỡi anh em. Rất là đẹp. Mọi thứ rất là ok. Thì dĩ nhiên xe cũ á, thì nó có chày, nhưng mà chày không có đáng kể nha anh em. Nó chày giống như là chày xước xước nhẹ nhẹ thôi. Mà cái này á, ổng chơi phong cách này là phong cách Thái Lan đúng không anh em? Tự nhiên sơn bánh sau màu đen, bánh trước để màu xanh. Đúng là Thái Lan không? Thái Lan không có Thái Lan. Đó. Thì ở đây có cặp đèn trợ sáng nè, là có sẵn luôn nè. Cặp chống đổ Z1000. Đó, đây Z1000 nè. Khi bạn thích Z1000 mà ba mẹ bạn bắt đi rồi 15V3. Đấy, Z1000 chống đổ. Đây, cái công tắc này là công tắc tự hủy.
Tin luôn hả? Mấy ở ngoài tin luôn. Đây thì là cái công tắc rất là đẹp. Theo Minh thấy công tắc này rất là đẹp. Nó là cái công tắc đèn chợ sáng đây. Đây bật lên. Đó, rất là đẹp. Để anh em đi tour là rất ok ha. Rồi. Con này odo 19k. Với lại cái đồng hồ nó hơi chày xíu thôi. Cái này kiểu như là kiểu như mình đi giữ xe rồi người ta ghi phấn đồ lên á, nó hơi chày một xíu. Thì mấy chỗ này thì nó chày đã. Quay kỹ vô cho anh em xem, quay kỹ vô. Chày theo năm tháng thôi. Kiểu như không có đáng kể anh em, kiểu như không có chày quá đáng. Nói chung là xe cũ thì phải có những vấn đề đó. Và đặc biệt thì xe này là Bojin thôi. Đó, Bojin không có gì hết, êm ái. Vỏ này mới thay luôn, vỏ mới luôn, anh em mua về chỉ đi. Đây là vỏ mới, quay gần vô cho anh em xem. Cái vỏ rất là mới. Thấy chưa, gai nè. Rất là mới, rất là đẹp. Vỏ mới tinh, vỏ trước cũng thế. Vỏ trước thì nó vẫn mới nhưng mà nó không bằng cái vỏ sau nha. Rồi tiếp một cái nữa. Đó là sơn. Mình kiểm tra xe rất là kỹ. Hay là sơn, thấy không? Lan can xà bang luôn. Nói chung xe này mua giờ chỉ đi rồi, nước mát. Nước mát thì full, không có hết nước mát. Nước mát thì mình sẽ nó nằm ở đây nè. Nằm bên đây nè. Đây nè. Ở đây mắt thường sẽ thấy đây, nước mát nó nằm ở vạch full. Đây, đó, mọi thứ đều rất là ok. À, một cái thôi là nhớt. Mình test đến nỗi mình test nhớt luôn á. Thì nhớt nó đã sắp gần hết thôi. Vẫn bình thường. Thì cái nhớt này không, anh em yên tâm đi. Thì Minh đây, anh em hỏi á, bán xe đồ tặng đồ chơi đồ tặng này nọ tiền đâu mà bù. Thì cái tiền bù á, anh em coi YouTube á, mình lấy cái tiền YouTube đó ra, mình chích ra một xíu coi như là một món quà tặng cho những anh em mua xe và đam mê xe. Thì hôm nay cái xe này mình sẽ tặng anh em một cái bình nhớt của mình 450k, bình nhớt xịn nhất, để anh em đi trải nghiệm mỗi con xe bền nhất có thể ha. Đó, rồi như vậy là xong. Cái con này chạy rất là ngầu, tiết kiệm xăng. Xăng của nó là 150 cây một lít. Còn nhớt của nó một lần thay chỉ 850ml thôi, hơn cái con quay một chút xíu. Khi nào mà anh em thay lọc nhớt thì sẽ là một lít nhớt. Đó, thay cái lọc nhớt là sẽ nằm chỗ đây. Lọc nhớt nằm chỗ này nè, thì nó sẽ tốn một chút xíu, nó tốn là một lít. Còn không thay lọc nhớt thì chỉ 850ml thôi. Và chiều cao của nó rất là dễ. Minh á, 1m7, ở ngoài rất là to đó, hầm hố anh em thấy không? 1m7 ngồi rất là ok nè. Hôm nay Minh đặc biệt là ngồi mặc đồ đen, đi xe đen, đúng không? 1m7 ngồi rất là kiển chân. Rồi 1m6 đúng không? Đúng 1m6 không? Có xích xe gì không? Em này chắc 1m5, 1m6 gì. Rồi, vô em. Có mẫu luôn. 1m6 vô, ngồi xe cho anh em. Không có chiều cao anh em có thể mà anh em mà nhắm mà mua xe được chứ. Nhưng mà chạy sao? Anh đã đưa em trải nghiệm thử thì em thấy chạy cảm rất là thoải mái đúng không? 1m6 vẫn rất là thoải mái. Đưa mập 1m5 vô cho nó ngồi. Vô mập. Quay cho anh em coi cái dàn ghi đông rất là đã. Nhìn con này ngon ha. Lần chạy thì phải ne cái mông qua một bên. Rồi đứng kiểu người mẫu dinh đích của ta là 1m62, mang giày vô 63. Rồi vậy đi. Rồi rất là ok. À, đặc biệt con xe này là khi anh em mua xe thì sẽ rút gốc cho anh em. Bất kỳ anh em ở đâu lên ký giấy mua bán là sẽ rút gốc cho anh em, bao rút gốc. Rồi giờ có còn gì để nói không ta? À, cái công nghệ con này thì anh em xem nào mà đăng ký kênh của mình thì quá rõ về công nghệ của nó rồi. Nó có công nghệ VVA và công nghệ Dipper Plus chống trượt đó. Giờ sao ta? À, soi nổi lắm thì con này nó bị rớt mất cái đồ che yên sau nè. Cái này không có đáng kể, cái này chỉ là một cục nhựa nhẹ thôi. Cái này chỉ là một cái cục nhựa nhỏ thôi anh em. Mọi thứ đều hoạt động. À, cho anh em nghe tiếng máy đi. Anh em ở xa rồi, cho anh em nghe tiếng máy đi.
êm như ẹt chậm chó trong đêm. Rồi vậy không có gì hết à, thì anh chưa, cái con này á là có luôn cái bát biển số đút ra đút vô, ừ gọi là đút đích á, thì anh em mua thì sẽ tặng cho anh em cái đó luôn. Rồi có xi nhan mũi tên nè, mọi thứ rất là đầy đủ. Rồi con này thì có phục upside down, nó hơn con GXX là nó có phục upside down rất là đẹp, phục upside down màu đen, mọi thứ đang trong tình trạng rất là hoàn hảo, không có gì để chê hết. Rồi như vậy là xong, anh em nào nhanh tay thì mình sẽ để cho anh em đó, chỉ với 55.500.000 đồng và được Minbaker tặng quà nữa thì còn gì hơn hả anh em. Rồi như vậy nha, chúc anh em xem clip vui vẻ và tương lai sẽ sở hữu được những đam mê của mình. Mình sẽ cố gắng hết mức có thể. À còn cái con CB500X phía sau thì anh em có hỏi thì con này mình mới vừa lấy luôn á, odo mới có 8k thôi. Con này á mình ra chết ở ngoài Honda thì mình gọi lên hỏi thử thì người ta báo giá là 189 triệu bao luôn giấy. Thì con này bản số thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ hiện tại mình bán chỉ có 145 triệu thôi, rất là rẻ. Anh em có thể tiết kiệm được gần 50 triệu cho một con xe mới như vậy. Thì con này anh em, còn con 600RR này anh em biết rồi, mình vừa đi vừa bán. Rồi thì xong rồi đó, thì con xe này anh em mua là anh em có thể tiết kiệm được hơn 30 triệu. Thấy không, mua xe cũ rất là lợi, chạy hơn 30 triệu rồi sau này anh em lỡ chán anh em có bán lên phân khối lớn thì nó cũng không có tốn bao nhiêu tiền. Rồi như vậy nha, chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những lần mua xe tới.